Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với người chơi đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Cháu xin chào tất cả mọi người, cháu xin chào Tiến Dũng, cháu đến từ Hà Việt, cháu đến từ Bắc Giang. Cháu tham gia chương trình này với mong muốn đạt được câu hỏi cuối cùng và mang số tiền này về cho gia đình. Sau đây mình sẽ thông qua với bạn một lượt chơi của chương trình. Chương trình của chúng ta có tất cả 15 câu hỏi, trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Bạn sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50, qua điện thoại cho người thân họ đồng hành với bạn. Và kể đến câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Cháu đã hiểu và sẵn sàng. Thưa quý vị, người chơi của chúng tôi đã sẵn sàng. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Câu hỏi đầu tiên: đâu là tên một kiểu tóc? Đầu đất, đầu vít, đầu búa hay là đầu đinh? Câu này rất dễ đối với cháu. Đây là câu trả lời cuối cùng của cháu. D, đầu đinh. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 2. Loại hạt nào không được dùng để làm dầu ăn? Hạt vừng, hạt na, hạt hướng dương hay là hạt lạc? Câu này thì khá đơn giản đối với cháu. Câu trả lời cuối cùng của cháu là B, hạt na. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Chúng ta đến với câu hỏi số 3. Đã có tổng cộng bao nhiêu người dẫn chương trình Ai là triệu phú trên kênh VTV3? Câu này khó đấy. 1 người, 2 người, 3 người hay là 4 người? Cháu xem chương trình này cũng khá là lâu nên là cháu biết có 3 người là bác Lại Văn Sâm, chú Đinh Tiến Dũng và Phan Đăng. C là câu trả lời cuối cùng của cháu. C, 3 người. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 4. Câu thành ngữ chuột xa trứng gạo đồng nghĩa với câu nào sau đây? Dậy khỉ trèo cây, trứng khôn hơn vịt, chó chê mèo lắm lông hay là mèo mù vớ cá rán? Trừ đồng nghĩa với câu thành ngữ trượt xa chính gạo là D, mèo mù vớ cá rán. Chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Câu hỏi số 5. Trong bảng tính Microsoft Excel, hàm sum là hàm để thực hiện phép tính gì? Cộng, trừ, nhân hay là chia? Trong bảng tính Microsoft Excel, hàng sum là hàng để thực hiện phép tính cộng. A là câu trả lời cuối cùng của cháu. Hoàn toàn chính xác. Bạn đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng của bạn bây giờ đang là 2 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 3 triệu đồng. Và kể từ câu số 6, bạn sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến hai nhà thông thái. Bạn sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Cháu sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 6. Cung đường rượu vang, vùng An Sát là hành trình thú vị mà du khách nên trải nghiệm khi đến thăm đất nước nào? Mỹ, Chile, Ý hay là Pháp? Câu trả lời này thì cháu phân vân với C với D. Cháu sử dụng quyền trợ giúp 50-50. 50-50. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Cung đường rượu vang là cung đường rượu vang vùng An Sáp là hành trình thú vị mà du khách nên trải nghiệm khi đến tham quan đất nước Pháp. D là câu trả lời cuối cùng của cháu. Đáp án D. Phương án trả lời chính xác của câu này sẽ có số ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai là triệu phú. Đáp án D. Và đáp án đúng của câu này, không có gì nghi ngờ cả, phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng bạn.
Cung đường này có từ năm 1953, dài 170 km, chạy dọc từ Bắc xuống Nam và đi qua các cánh đồng nho xanh mướt mút ngàn của các vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng. Và đó chính là cung đường rượu vang vùng Ansát và thuộc về Pháp. Xin mời câu hỏi số 7. Phù điêu khắc họa hình ảnh phi công Mỹ John McCain nằm bên hồ nào? Hồ Gươm, Hồ Thiền Quang, Hồ Trúc Bạch hay là Hồ Hữu Tiệp? Phù điêu khắc họa hình ảnh phi công Mỹ John McCain nằm bên hồ C là câu trả lời cuối cùng của cháu. Hồ Trúc Bạch. Phương án C. Và đây là một đáp án. Phương án C hoàn toàn chính xác. Xin mời câu hỏi số 8. Quốc gia nào được mệnh danh là xứ sở hoa hồng? Romania, Bulgaria, Albania hay là Hungary? Câu này là cháu chưa từng biết nên cháu xin sử dụng trợ giúp hỏi khán giả trong trường quay. Người đồng hành với bạn. Trợ giúp cho người chơi của chúng tôi, mời bạn. Em xin trợ giúp cho người chơi trả lời câu hỏi, đó là phương án B ạ. Dạ vâng, cháu cảm ơn. Cháu tin tưởng với câu trả lời của khán giả. Cháu câu trả lời cuối cùng của cháu là B, Bulgaria. Câu B là đáp án cuối cùng của bạn. Và đáp án đúng của câu này chắc chắn rồi, hoàn toàn chính xác. Nằm ở phía đông nam châu Âu, biệt danh là xứ sở hoa hồng vì họ trồng rất nhiều hồng. Có một loại hoa hồng ở thung lũng Rose được sử dụng để sản xuất tới 70-80% lượng tinh dầu hoa hồng trên toàn thế giới. Xin mời câu hỏi số 9. Loài hoa nào được nhắc đến trong bài thơ Hương Thầm của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn? Hoa nhài, hoa ngọc lan, hoa bưởi hay là hoa phượng? Cháu chưa nghe bài Hương Thầm này bao giờ nên cháu sử dụng sự trợ giúp gọi điện cho điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại cho người thân. Rồi, chúng ta đã có tín hiệu. Với câu này tôi trợ giúp cho bạn đáp án là C. Cháu cảm ơn. Cháu tin tưởng với câu trả lời của người thân cháu nên cháu nên đáp án cuối cùng của cháu là C, bưởi. Phương án C. Và đây là một đáp án. Xin mời vỗ tay ạ, hoàn toàn chính xác. Phần thơ rất lãng mạn như là đôi bạn ngày xưa học chung một lớp, cây bưởi sau nhà ngát ngát hương đưa. Đấy là lời thơ rất nổi tiếng, thậm chí còn được phổ nhạc. Xin mời câu hỏi số 10. Đường bay nội địa nào sau đây có độ dài trên 1.000 km? Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Cần Thơ, Côn Đảo, Hà Nội, Cam Ranh hay là Hà Nội, Vinh? Như cháu đã được biết, đường bay nội địa Hà Nội với Cam Ranh là có độ dài trên 1.000 cây số, 1.000 km. C là câu trả lời cuối cùng của cháu. Phương án C là đáp án cuối cùng của bạn. Riêng với câu này thì câu trả lời phương án C hoàn toàn chính xác.
đã vượt qua câu số 10, phần thưởng của bạn bây giờ đang là 22 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 11, phần thưởng của bạn sẽ tăng lên 30 triệu đồng. Bạn sẵn sàng đến với câu 11 chưa? Cháu sẵn sàng. Cháu tôi mới được ký xét. Vâng. Cháu cảm ơn. Xin mời câu số 11. Vệ tinh nào là vệ tinh lớn nhất của sao Thổ và được cho là vệ tinh duy nhất trong hệ mặt trời có bầu khí quyển đặc? Galileo, Europa, Ganymede hay là Titan? Có thể mỗi một cái tên nó thoáng qua đầu chúng ta thì nó để lại chúng ta những cái ám ảnh, và sau đó anh em mình hay bị gọi là cảm thấy quen thuộc khi đọc lại nó ở đâu đấy. Đã rất nhiều người chơi của chúng tôi mắc phải cái lỗi này khi họ thấy một thông tin quen quen, họ đã nghĩ rằng thông tin đấy là thông tin đúng. Câu hỏi này thì cháu chưa được tìm hiểu kỹ lắm nên cháu xin dùng chữ trợ giúp hỏi các nhà thông thái. Hỏi ý kiến nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng các nhà thông thái ạ. Em xin được trợ giúp cho câu hỏi này là đáp án D. Và với câu hỏi này thì cháu xin trợ giúp cho người chơi là đáp án D ạ. Cảm ơn các nhà thông thái. Cháu tin tưởng về ý kiến của các nhà thông thái nên đây là câu trả lời cuối cùng của cháu. Đáp án D. Và đáp án đúng của câu này. Không có gì nghi ngờ cả, phương án D là phương án chính xác. Thì chúc mừng bạn. Và tôi sẽ vui mừng gửi tặng bạn một tấm séc của bạn. Cháu cảm ơn. Xin mời câu hỏi số 12. GSI Impact Ranking là bảng xếp hạng theo chuẩn của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực gì? Môi trường, giáo dục, xóa đói giảm nghèo hay là bình đẳng giới? Bạn biết rất nhiều. Chính vì thế nên là khi bạn truy cập vào kho dữ liệu của bạn thì trong một khoảng thời gian ngắn có thể nó cũng sẽ hơi rối một chút. Nên hãy bình tĩnh và hãy cẩn thận, đừng để kho dữ liệu của mình lừa mình. Theo cháu, giờ Impact Ranking là bảng xếp hạng theo chuẩn của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực bình đẳng giới. D là phương án cuối cùng của cháu. D, bình đẳng giới. Phương án D là đáp án cuối cùng của bạn. Và đây là một đáp án. Đó là phương án B. Hơi đáng tiếc một chút, nhưng mà đây là một cuộc chơi. Có thắng có thua thì cũng không vấn đề gì cả. Và xin thay mặt chương trình, tôi sẽ gửi tặng bạn tấm séc của bạn. Cháu cảm ơn. Vâng, bạn là một trong những người chơi rất xuất sắc của chương trình Ai Là Triệu Phú. Rất cảm ơn bạn vì đến tham dự chương trình và có một phần thi hết sức xuất sắc. Và đây là phần thưởng rất xứng đáng với bạn.